Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Xin kính chào quý vị. Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình tập đọc và hát thánh nhạc Latin trên kênh YouTube Petrus Quang. Cũng như thường lệ, trước nhất chúng ta dâng cái việc công việc làm của chúng ta cho Chúa. Xin mời quý vị cầm lòng. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Hôm nay chúng ta, đầu tiên nhất là chúng ta tập đọc cái bài hát Tantum Ego, tức là cái kinh chầu trong giờ chầu phép lành, thường là chiều Chủ nhật. Chúng ta sẽ tập đọc cái phần đầu, cái câu 1 của kinh Tantum Ego. Tôi xin bắt đầu. Tantum ego sacra mentum veneremu cernui, veneremu cernui. Tiếng Việt là đây nhiệm tích vô cùng cao quý, nào chúng ta phục bái tôn thờ, tiếng Anh là tôi cũng xin lưu ý là cái phiên bản tiếng Việt này là tôi lấy theo cái bản dịch của cha Linh Mục Thành Tâm. Ngài không có dựa theo cái âm nhạc mà Ngài dựa theo cái ý nghĩa của cái từ Latin để Ngài sáng tác ra một cái bài khác. Còn cũng có những cái phiên bản họ dựa theo đúng như cái chữ Latin. Họ dựa theo đúng cái dòng nhạc Latin nhưng mà cái nghĩa nó hơi không có sát lắm. Thí dụ như là có một cái thôi để một chút nữa thì tập nhạc, tập hát rồi tôi sẽ nói đề cập đến vấn đề này. Tiếng Anh là therefore we before him bending. This great sacrament
sacrament. River. Tiếng Anh thì quý vị cũng lưu ý là nó là một cái bài thơ, cho nên cái bài thơ thì không có thể nó sát cái tiếng Latin được. Đấy. Cho nên là vì chúng ta thấy những cái trật tự của cái, những cái từ nó hơi bị khác. Therefore we before him bending this great sacrament river. Tiếng Pháp là ainsi auguste. Sacrement. Adorons-le prosterné. Quý vị thấy rằng nghĩa là tôi hồi chúng ta từ bắt đầu cái việc mà tập đọc và hát thánh nhạc Latin tới giờ thì quý vị cũng lưu ý một từ, một điều mà tôi từ đó giờ tôi chưa nói ra. Tức là trong cái ngôn ngữ Latin, tức là cái thứ tự của những cái từ trong câu văn thì nó rất là, nó không có một cái định luật nào cả, tùy theo cái người viết, người nói, người ta nghe hay thế nào ta viết thôi, lộn xộn vậy. Nhưng mà do tiếng Latin nó rất là hoàn hảo, phải nói là nó hoàn hảo, do những cái phần cuối của các từ nó nói lên, tức là cái nhiệm vụ của từ trong câu. Cho nên nếu mà là một cái người dịch, người ta đọc, người ta vẫn tìm ra cái nghĩa của câu đó, cũng như cái người nghe họ cũng vẫn tìm ra, cho nên không có một cái trật tự nào hết, nó hơi bị lộn xộn. Nhưng mà tiếng Anh, tiếng Pháp đồ, nó có một cái trật tự đàng hoàng, chứ không phải là muốn đặt chữ nào ở đâu đặt. Nhưng mà tiếng Latin thì ngược lại, nó rất là khó biết được, tức là cái trật tự của cái câu văn, mà nó cũng không có cái quy luật nào phải để chữ này trước, chỉ cái sao tùy theo cái người viết thôi. Cho nên quý vị thấy rằng chữ tantum nó là một cái tính từ tantus, nghĩa là cao quý, nó là ăn với cái chữ sacramentum, là cái nhiệm tích, cái bí tích đó. Thông thường gọi là cái bí tích. Veneremur là chúng ta hãy thờ lại. Genui tức là chúng ta, nó nói tới chúng ta là một cái tỉnh từ. Genus có nghĩa là quỳ bái, bái quỳ. Không phải thờ lại thường, chứ phải đứng cúi đầu, mà quỳ sắp mình xuống, thờ lại cái diện tích cao quý này. Chứ ego là thường thường là một cái từ, một cái trạng từ đó, nó nghĩa là therefore, vì vậy mà, đứng quỳ trước cái thánh thể, thì nên vì vậy mà trước cái diện tích cao quý này chúng ta hãy bái phục và thờ lại ngài Ainsi auguste sacrament. Tiếng Pháp bây giờ như cũng là một cái bài thơ đó, cho nên trật tự của cái câu, của từ ngữ nó cũng hơi lộn xộn. Ainsi auguste sacrament tức là một cái nhiệm tích cao quý. Adorons-le hãy thờ lại nó, thờ lại cái nhiệm tích đó, và sắp mình xuống. Prosterner là chúng ta hãy sắp mình xuống. Adorons-le chúng ta cũng có thể dịch venerons-le cho nó gần với chữ veneremur. Adorons-le. Chữ cái này là từ cái động từ venerare. Tôi đọc lại: tantum meru sacramentum veneremu cernui. Tôi đọc lại lần nữa: tantum meru, nhớ chúng ta nói lại, nói cái này: tantum meru sacramentum veneremu cernui. Veneremu là động từ chánh, nó là venerare. Tiếp theo: tanticum
documentum. Novo cedat ritui. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký. Phải kính nhường nghi lễ mới đây. Tiếng Anh này cũng hơi khó, không có theo sát. Types and shadow. Have. The ending. For the new right is here. For the new right. Is here. Tiếng Pháp là que les vieilles cérémonies fasse place au nouveau rite. Anticum, chúng ta đọc et anticum, chứ anticum này là nó là cổ xưa, tiếng Pháp nó là antique đó. Ở đây nó dục là vieux, dây phải giống cái. Tiếng Anh thì không thấy họ dùng chữ, thực sự tiếng Anh này dường như cũng có chữ antique này. Nó anticum, chúng ta đọc giống như tiếng Việt cum, đấy, cu, em cum, hai chữ u. Anticum, documentum. Documentum là dấu tích, là cái sự tích, nghe không? Cổ xưa, et anticum. Chúng ta thấy cái này, nó tiếng Anh nó có cái từ document, tiếng Pháp là document, nhưng mà ở đây không thấy chữ đó dịch, nhưng mà thực sự là chữ documentum là tương đương với chữ document, hoặc là tiếng Pháp là document. Tức là tài liệu, dữ liệu. Và tiếng cha thần tâm để là và dấu tích ngàn xưa, cổ xưa rồi, lưu ký là phải lưu giữ lại. Novo cedat ritui. Novo đây là novo là novus là mới. Novus là mới. Cedat là động từ cedare, phải nhường lại cho cái nghi thức. Tiếng này tiếng Anh và tiếng Pháp giống hệt. Ritui là số nhiều đó, chữ này nó dính liền với chữ này. Novo ritui, nghi thức, nghi lễ mới, phải nhường cho các nghi lễ mới. Tiếng Anh thì for the new rite is here, vì cái nghi thức mới đang có mặt ở đây. Cho nên types and shadows, tiếng Anh thực sự là rất là đi xa cái này, nhưng mà có nghĩa là những tất cả những cái loại chữ shadow chắc không phải là có nghĩa là bóng, hình bóng đâu, mà nó là dấu tích, nha, tất loại hình dáng dấu tích đã kết thúc rồi, để vì cái nghi thức mới đang có mặt ở đây. Tiếng Pháp thì
Cœlevier cérémonie, tức là những cái nghi lễ mới, cũ chứ, những nghi lễ cũ, phải nhường chỗ fast place cho cái nghi thức mới. Ritus, right, tiếng Anh là right, tiếng Pháp là rit, giống hệt. Et tanticum, chúng ta đọc, và những nghi thức cũ. Et tanticum documentum, et tanticum documentum, novo cedat ritui. Tôi tiếp. Chữ này là thường thường là nó phải dính liền chữ e chữ ơ là dính liền. Prestat fides supplementum. Sensuum defectui. Tiếng Anh là faith, quý vị cũng thấy ở đây nữa. Tiếng Anh là không có xác định vì họ làm. Đây là một cái bài thơ, cho nên nó không có dịch sát. Faith. Outward sense. Befriending. Make our inward sense. No, our inward vision clear. Tiếng Pháp là que la foi de nos cœurs supplé aux faiblesses de nos sens. Tôi xin lỗi là quên viết tiếng Việt vô. Ta hãy lấy đức tin bù lại. Nếu giác quan không cảm thấy gì, okay. Prestat fides supplementum sensuum defectui. Tôi đọc lại. Prestat fides supplementum sensum defectui. Prestat là của động từ. Prestare có là cung cấp. Fides là đức tin. Đức tin. Supplementum chúng ta thấy là tiếng Pháp và tiếng Anh cũng có cái chữ này. Supplement. Tiếng Pháp là supplement. Tiếng Anh là supplement. Tôi nghĩ là như vậy. Sensum defectui. Sensum là sensus là giác quan. Defectui, defectus là cái sự khiếm khuyết, cái sự thiếu sót, khiếm khuyết. Số nhiều, defectui. Đấy. Quý vị thấy, biết rằng chữ tiếng Latin nó cũng rất là rắc rối. Thí dụ như chữ này, chữ fides là đức tin.
tin phải cung cấp những sự bổ túc, bổ sung cho những sự khiếm khuyết của giác quan. Chữ sensu, tiếng này là nó là cái danh từ sensus, là giác quan, mà nó là ở thì tức là bổ túc từ cho một cái danh từ đó. Mà có nhiều lúc mà mình gặp chữ sensu mình tưởng là một cái danh từ ở thì vô tính, nhưng mà thật sự không phải, nó là sensus, nó là giống được đó, nhưng mà lại cái thì gọi là bổ túc từ cho một cái danh từ mà nó lại ở kết cấu thế này. Tại vì cái danh từ của tiếng Latin nó chia ra làm năm loại danh từ khác nhau, và mỗi một loại danh từ như vậy nó có sáu cái ca để mà chia chủ từ, rồi túc từ cho danh từ, túc từ cho động từ, rồi bổ túc từ chỉ thời gian, chỉ nơi chú, vân vân. Nó tới sáu cái ca cho mỗi một cái danh từ, nó chia làm tới năm cái loại danh từ đó. Đấy. Tức là cái này là chữ sensum này là nó là loại, nó kêu là loại danh từ thứ tư. Nó cái cách chia của nó hơi khác, cũng khác mấy cái danh từ, loại danh từ khác đó. Cho nên nguyên nghĩa của nó là đức tin, fides, phải cung cấp cho những cái gọi là bổ túc, bổ sung cho những cái khiếm khuyết của giác quan của mình. Đấy. Tiếng Việt là ta hãy lấy đức tin bù lại, bù đắp cho. Nếu mà giác quan không cảm thấy gì, nghĩa là giác quan mình mắt bên ngoài không thấy, nhưng mà nhờ có đức tin mình thấy. Cái ý nghĩa là như vậy. Còn tiếng Anh thì tiếng Anh là faith, tức là đức tin. Outward sense befriending, tức là cái gọi là cái giác quan ở bên ngoài của chúng ta đó, vì do giác quan bên ngoài nó ám ảnh chúng ta, nó theo đuổi chúng ta, ám ảnh chúng ta. Cho nên là nhờ cái đức tin đó làm cho cái gọi là cái tầm nhìn bên trong của chúng ta nó rõ ràng hơn. Đấy, cũng phỏng dịch, tiếng Anh cũng phỏng dịch, cũng như tôi nói từ đầu, nó là một cái bài thơ cho nên phỏng dịch. Tiếng Pháp thì cầu cho làm sao cho ước gì, làm sao mà cho cái gọi là đức tin của cái quả tim của chúng ta cung cấp, tức là bổ túc cho những cái yếu đuối của cái giác quan của chúng ta. Đó là ý nghĩa. Tiếng Việt có vẻ giống như là gần nhất với cái cha thành tâm này, là dịch rất là gần với cái tiếng Latin. Đấy, đó là hết cái phần, cái câu 1 của kinh Tantum Meo. Tôi đọc là Prestet fides supplementum sensuum defectui. Tôi đọc lại. Prestet fides supplementum sensuum defectui. Chúng ta đọc lại từ đầu. Tantum mego sacramentum. Nhớ sacramentum là bí tích, là cái nhiệm tích. Sacramentum veneremu cernui. Cernui là bái phục, sắp mình xuống, gọi là sắp mình xuống. Đó là một cái tên từ cernuis. Cernus et tanticum documentum novo cedat ritui. Prestet fides supplementum sensuum defectui. Tôi đọc lại lần cuối. Tantum meru sacramentum veneremur cernui et tanticum documentum novo cedat ritui. Prestet fides supplementum sensuum defectui. Đó là chúng ta vừa tập đọc xong cái câu 1 của kinh Tantum Ego. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian cùng chúng tôi tập đọc cái câu 1 của kinh hát Tantum Ego. Vì hôm nay là chúng ta đang ở trong cái ngày cuối của tháng Mân Côi, thì chúng ta cũng đọc một kinh kinh hát, một kinh kinh mừng để kính Đức Mẹ Mân Côi. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu
In mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Xin cảm ơn và kính chào quý vị.